mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Phụ chú của người dịch. Sách Quả Khanh biên soạn đến đây là hết. Những bài sau đây là người dịch tự tra cứu thêm, cảm thấy khá thú vị nên cho bổ sung vào để chia sẻ cùng quý độc giả. Ngài Tuyên Hóa giới thiệu Quả Khanh, bản ghi chép của vạn Phật Thánh Thành. Các vị thiền tri thức, chư vị đồng tu, mọi người tại vạn Phật Thánh Thành phải hiểu vì sao mình tới đây. Thế giới này rộng lớn, nhưng vì sao chúng ta lại tụ hội cùng nhau ở đây? Chính là nhờ thiện căn chín muồi, nên nay chúng ta mới được tụ hội bên nhau để cùng chỉnh sửa mài dũa, cùng dũng mãnh tinh tấn tu không thối chuyển, để sau này vĩnh viễn giải hết mọi khổ đau. Tôi lúc nào cũng nhắc, chịu khổ là giải khổ, hưởng phúc là tiêu phúc. Bạn gặp khổ nếu không chịu đón nhận thì khổ sẽ kéo dài mãi. Bạn có phúc thì không nên hưởng tận, như vậy thì phúc sẽ còn hoài. Tôi thuyết pháp cứ nhắc mãi điều này vì sợ quý vị quên. Chứ vì phải ghi nhớ mấy câu này thì khổ gì cũng có thể kham được, nhẫn được. Tiếp theo, tôi xin nói về cư sĩ Duy Ma Cật. Khi ông bệnh, các bậc A-la-hán chẳng ai dám đến thăm, bởi hỏi han gì đều bị ông quở. Hàng Bồ-Tát cũng có nhiều người không dám đi. Cuối cùng chỉ có Bồ Tát Văn Thù đến, cùng ông bàn bí quyết tu. Hai bên hổ tương giải đáp. Ai chưa xem qua kinh Duy Ma Cật thì hãy nghiên cứu đoạn văn này. Nếu xem rồi thì nên đào sâu thêm. Vì sao tôi nhắc đến cư sĩ Duy Ma? Bởi hôm nay tôi đã mời được Dương cư sĩ từ Thiên Tân qua đây. Ông tên Dương Tác Tướng, đã hết lòng nghiên cứu các sách khai thị và những bộ kinh Phật tôi giảng. Không phải ông đã xem hết hoàn toàn, vậy mà ông có thể thâm nhập kinh tạng và giáo hóa nhiều người thành công. Ở Thiên Tân đã có hơn 100 người nhờ sự dẫn dắt của ông mà phát tâm tin Phật. Tin Phật là chuyện rất bình thường. Việc thu phục hơn 100 người đâu phải là chuyện gì to tát đáng nói, bởi chúng ta đi khắp nơi cũng có thể gom được mấy trăm người tin Phật. Nhưng xét ra ở Trung Quốc đại lục, tuy nói là tự do tôn giáo, nhưng chẳng tôn giáo nào dám công khai truyền bá. Vì vậy mà việc Dương cư sĩ hóa độ được hơn 100 người vào thập niên 90 lúc đó có thể nói là kỳ tích. Nhóm người học Phật này thường tụ hội tại Tư Gia cùng thọ giáo Phật Pháp với Dương cư sĩ. Điều đáng nói là dưới trướng quá độ của ông đã có hơn 20 vị chứng đắc thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, thần cảnh thông, nghĩa là họ đắc đủ các loại thần thông. Nhưng bọn họ vốn không phải là người xuất gia, chỉ là người tại gia thôi. Nhờ thành tâm, thành ý, nghiên cứu thực hành Phật Pháp mà đắc được công phu kia. Xin giải thích về ngũ thông. Một, thiên nhãn thông. Người chứng được thiên nhãn thông có thể nhìn thấy khắp cả 3.000 đại thiên thế giới rõ ràng như nhìn trong lòng bàn tay. Trong hàng đệ tử của Phật, tôn giả A Na Lục là bậc đứng đầu về thiên nhãn thông. 2. Thiên nhĩ thông. Chứng được thiên nhĩ thông thì có thể nghe được mọi âm thanh từ cõi nhân gian cho đến tận 3.000 đại thiên thế giới, luôn cả các âm thanh của cõi trời. 3. Tha tâm thông. Đây là khả năng đọc được ý nghĩ của người khác. Tất cả những việc mà quý vị dự tính trong đầu định sẽ thực hiện thì cho dù quý vị chưa hề thổ lộ với ai cả, nhưng người đã chứng đắc tha tâm thông vẫn có thể biết rõ. 4. Túc mạng thông. Người chứng đắc túc mạng thông có khả năng biết được tất cả những việc thiện cũng như ác mà quý vị đã tạo tác trong các đời trước. 5. Thần cảnh thông, cũng gọi là thần túc thông hoặc như ý thông. Chữ thần
chỉ cho một cảnh giới kỳ diệu không thể nghĩ bàn. Chữ cảnh là chỉ cảnh giới. Còn chữ thông có nghĩa là thông đạt vô ngại. Thí dụ, tuy bức tường chắn ngang gây trở ngại, nhưng nếu quý vị khoét một lỗ hổng thì sẽ được thông. Tương tự như thế, bức tường vô minh gây chướng ngại, song nếu chúng ta có thể dùng gươm trí huệ để phá vỡ bức tường đó thì sẽ được thông suốt. Vì vậy, khi nghe ai có trí huệ thần thông, bạn đừng dội cho họ là ma. Muốn biết có phải là ma không thì bạn hãy nhìn quan sát xem họ có còn tham tài, tham sắc, tham danh lợi hay không, và nhớ lấy đây làm tiêu chuẩn để phân biệt. Có 7 cách để quý vị nhận ra tà sư. 1. Thầy cho phép nam nữ phóng túng, tư tình tà dục, dùng đây là mồi nhử để thu hút đồ chúng và gọi đó là phương tiện cứu thế gian. 2. Thầy khoe rằng mình có thể dùng bùa chú và thần tài để giúp đồ chúng giàu có, cố ý khơi gợi lòng tham nơi họ. 3. Thầy khuyến khích giết chúng sinh, ăn thịt chúng sinh, còn tuyên bố rằng mình có thể dùng bùa chú để cứu những vong linh bị ăn kia. 4. Thầy biểu diễn những kiểu tu khổ hạnh kỳ dị, tự làm tổn thương mình để kích động tâm chúng sinh, và nói làm vậy để chịu khổ thay cho chúng sinh. 5. Thầy dùng thần thông để thu hút những chúng sinh có lòng hiếu kỳ, xúi dục họ làm điều trái đạo. 6. Thầy tự ý thêm bớt, sửa đổi các quả vị tu trong Phật giáo, giải lệch lạc ý nghĩa, tính giải tu chứng, và tự phong mình là giáo chủ. 7. Thầy tự lập tông phái, xưng là giáo chủ, trong khi bản thân không rành, chẳng có chút căn bản về giáo lý Phật. Phải biết, kẻ hủy diệt Phật Pháp chính là đệ tử Phật, kẻ mặc áo cà sa mà làm không đúng Pháp, chứ không phải là các giáo phái khác. Trong kinh nói rằng, những biểu hiện suy tàn trong thời kỳ mạt Pháp có thể nhận thấy ở khắp nơi. Việc có người dùng tri kiến sai lệch của mình để phản đối kinh Lăng Nghiêm và tuyên bố rằng kinh Hoa Nghiêm, kinh Viên Giác, kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà và nhiều bộ kinh khác cũng như Đại Thừa Khởi Tín Luận đều là giả mạo, đây chính là hiện tượng của thời kỳ mạt Pháp. Nếu không còn ai tu hành, không có người nào đọc tụng và học thuộc kinh Lăng Nghiêm thì đó là thời kỳ mạt Pháp. Bởi trong kinh Lăng Nghiêm có tứ chủng thanh tịnh minh hối, 4 lời dạy về tính thanh tịnh, giảng rõ về tứ trọng giới, sắc, đạo, nhâm, vọng, 50 loại ma ngũ ấm. Chú giải rõ về thiên ma, ngoại đạo, rất cặn kẽ tỉ mỉ. Cả hai phần này đều nói rất rõ ràng. Khi nào không còn người giữ giới thì lúc đó là thời mạt Pháp, giới còn tức là Phật Pháp còn. Bao năm nay, tôi luôn chờ được nhìn cảnh Phật giáo độ thanh niên làm rạng rỡ cho Phật giáo. Đợi đã lâu rồi, bây giờ hiện có nhóm người ở Thiên Tân vốn cùng tôi có duyên sâu, nên tôi muốn mời họ qua Mỹ. Nhưng việc tốt luôn gặp lắm giũa mài, vì lúc đi thị thực giấy tờ bị đại sứ quán từ chối. Mặc dù gặp trục trặc như thế, tôi vẫn không nản lòng, cứ tiếp tục phấn đấu, lo nghĩ cách tiếp. Cuối cùng cũng xin visa được cho 7 người và thỉnh được họ qua đây, chuẩn bị khai mở đại hội thảo luận nghiên cứu tôn giáo, cùng thực hiện phương kế cứu đời giúp nước giúp dân, khiến chúng sinh ly khổ đắc lạc. Việc này rất quan trọng, mỗi người chúng ta đều phải gánh trọng trách hộ vệ đạo tràng, không nên thối tâm lười nhác. Quý vị phải nỗ lực tinh tấn tu cho thành tựu rồi mới có thể hoằng dương đạo pháp tốt. Như tôi đã nói, người ta ai cũng có ngũ nhãn. Nếu nghe vậy, ắt sẽ có người hỏi, vậy sao tôi không có? Không phải bạn chẳng có, mà do bạn không bảo hộ tâm tốt, không tu tốt mà thôi. Ai cũng có đủ ngũ nhãn, nhưng do mỗi người chúng ta chẳng biết tu trì nên không nhận biết. Do vậy mà, người ta hễ tu thì thành Bồ Đề, A-La-Hán, còn mình tu vẫn cứ là kẻ mắt mù, vì không thể khai ngũ nhãn. Nhục nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, Phật nhãn, do không khai mở được nên mới hay nghi ngờ những người có thần thông. Riêng nhóm người ở Thiên Tân, do quả khanh quá độ, có hơn 20 người đắc ngũ nhãn,
chỉ nhờ họ quá thành tâm, quá tha thiết hành trì, hết lòng tôn kính Phật. Lúc nào họ cũng lo tu niệm miên mật, nên mới đạt được thành tựu tốt như thế. Vậy thì dạng người nào mới không thể khai mở? Chính là kẻ không thành tâm, không tu, không tin. Nếu bạn sinh chút tâm nghi, chẳng chịu tu hành, ắt chẳng có kết quả nào. Tôi hy vọng chư vị đều lập chí phục vụ Phật giáo, làm việc cho Phật giáo, lo độ hóa chúng sinh, khiến hạt giống Phật được lưu truyền rộng khắp. Dương cư sĩ có khả năng hóa độ rất mạnh. Tôi mong Dương cư sĩ sẽ chia sẻ kinh nghiệm tu quý báu của ông đến mọi người, khiến tất cả tăng thêm tín tâm, quý thọ Phật Pháp, tha thiết tu trì, thành tựu tốt. Ấn tượng về cư sĩ Quả Khanh, tác giả cư sĩ Minh Hoa. Cư sĩ họ Dương, người Thiên Tân, niên kỷ độ 60, nhưng nhìn trẻ như 50, thân cao vừa tầm, mắt sáng như sao, dung mạo nho nhã, mặt đầy hồng quang, bước uy nghi như rồng như hổ, long hành hổ bộ, trông khỏe mạnh quắc thước, nhìn rất oai phong. Ông viết bộ sách Báo Ứng Hiện Đời lưu truyền khắp, gây ảnh hưởng cực lớn, hóa độ chúng sinh ly khổ đắc lạc rất thần kỳ, khiến vô số người đến với đạo pháp hỷ sung mãn. Ông là nhân vật rất nổi tiếng trong giới Phật giáo. Cư sĩ đặc biệt ưa trì tụng Lăng Nghiêm, cực lực đề xướng giới sát phóng sinh, ăn chay niệm Phật, tụng kinh Địa Tạng. 8 giờ ngày 12 tháng 9, Quả Khanh khai giảng Phật pháp tại Hoa Nghiêm Tự. Đến 11 giờ trưa thì buổi giảng kết thúc, là bắt đầu lễ phóng sinh. Quả Khanh cùng sư thường tịnh trụ trì chùa, hướng dẫn gần 500 người tại đạo tràng thực hành nghi thức phóng sinh quy y cho loài vật. Lần phóng sinh này có 350 con chim, gồm chim ngói, chim khách, chim đầu bạc, chim sẻ, chim ưng, cò trắng và 2 con cầy hương, 1 con chồn chó, 1 con nhím. Riêng con chồn chó, chân trước bị thợ săn làm gãy, nhìn rất đáng thương, chỉ có lớp da dính liền, máu thịt lẫn lộn, loài xương trắng hiếu ra ngoài. Các tu sĩ sức thuốc băng bó cho nó. Nghi thức kết thúc, lòng được mở ra. Hàng trăm con chim tranh nhau vỗ cánh bay lên trời cao, trông thập phần đẹp mắt. Người chứng kiến lòng đầy hoan hỷ. Quả Khanh bồng từng con chim lên, đích thân gia trì rồi mới thả. Hơn nữa số chim không bay đi mà còn lưu lại, đậu trên các cây đại thọ của chùa, mắt nhìn mọi người chăm chăm như bày tỏ lòng tri ân. Ngay lúc đó, trên không chùa Hoa Nghiêm dần dương chiếu chói lọi, mây lạnh đóa đóa, bầu trời bỗng chuyển sắc óng ánh, trong suốt xinh đẹp như đồng chia nỗi vui. Buổi chiều trên tòa giảng, Quả Khanh nhắc đến việc phóng sinh hồi sáng. Ông nói tu hành chính là làm ngược lại, vì trong xã hội hiện nay người ta đa số tham đắm vị ngon, ưa sát sinh ăn thịt. Riêng người tu hành cần phát tâm từ bi, mua vật phóng sinh. Mặc dù cùng cư sĩ Quả Khanh ở chung chỉ có 1 ngày, nhưng phong thái và ngôn hành của ông khiến tôi kính phục sâu sắc, có ấn tượng rất khó quên. Đức hạnh của ông khiến người chứng kiến phải phát sinh lòng ngưỡng mộ tán thán. Có thể nói ông là người như thế này: 1. Ngôn hành tương ưng, cẩn ngôn khiêm tốn. Ngày đầu tiên vừa lên pháp tòa để giảng, Quả Khanh như sực nhớ ra bèn nói: xin trụ trì cung kinh Tiểu Tượng Phật đến đặt ở trên bàn trước tôi. Ông giải thích khi mình thuyết pháp sẽ không tránh được cảnh chư cư sĩ đến nghe pháp cung kính hành lễ, mà ông là phàm phu nên không dám lãnh nhận, phải đặt tượng Phật nhỏ trước ông, để lỡ có người lễ bái sẽ thành là lễ Phật Bồ Tát, như vậy ông mới an tâm thuyết giảng. Ngoài thời gian giảng và nghỉ ngơi ra, rất nhiều cư sĩ cung kính gọi ông là sư phụ, nhưng ông luôn bảo kêu Dương lão sư được rồi. Đối với chư cư sĩ, thái độ ông cực kỳ khiêm cung, luôn dịu dàng thăm hỏi, lời thốt ra êm ái, từ hòa và nhẹ nhàng như gió xuân. Ông giảng pháp suốt 3 ngày, mỗi ngày 8 tiếng, chia làm 2 buổi. Xuống tòa rồi còn phải tiếp khách, nhưng trước sau ông không lộ vẻ mệt mỏi chán ngán, không có chút khinh mạng. 2. Trực tâm, trực ngôn, tuyệt không giả dối. Tuy nhiên, đối với những người tu hành, xuất gia hay tại gia,
mà còn tính cách bất lương, hành không đúng pháp Phật, thì ông chẳng mấy may cách sáo, nghiêm khắc phê bình, góp ý nói thẳng. Ngày đời qua nghiêm tự, khi thấy tăng cúng thờ tượng Phật ngay trong túc xá, ông liền phản đối, giải thích rằng mỗi tôn tượng đều có thần hộ pháp theo hầu, nên chỉ có thể cúng thờ tại chánh điện hay Phật đường trang nghiêm, tuyệt không được đặt tượng Phật ở nơi ngủ nghỉ. Nếu làm vậy, thần hộ pháp sẽ phẫn nộ, chúng tăng vội vã tiếp thu và sửa đổi. Cũng có khi ông đến giảng ở chùa khác, do trực ngôn nói thẳng mà chạm đến khuyết điểm và thói tật của người, nên đã có một tu sĩ nổi giận, xung đột với quả khanh ngay tại giảng đường. Nhưng ông vẫn đúng lý tranh biện, chưa từng khuất phục, nhất quyết không tán thành bất kỳ điều sai trái nào. Vì vậy mà có một số ít người tu không đúng pháp đã liên kết, gây loạn, làm ầm, lên tiếng bà lị, phỉ báng quả khanh. Nhưng đa số các đạo tràng và đại chúng chánh tín thanh tu thì hết lòng ủng hộ, tôn kính ông. Bởi vì người tuyên dương chính pháp vĩnh viễn luôn có Bồ Tát gia trì, Long Thiên hộ vệ. 3. Giảng pháp tuyệt hay, lực nhiếp thọ dũng mãnh. Ông luôn nhấn mạnh nhất định phải hành đúng theo kinh điển của Phật Thích Ca giảng, vì ly kinh một chữ tất động ma thuyết. Ông cực lực tán dương kinh Lăng Nghiêm, xác nhận rằng kinh Lăng Nghiêm còn là chánh pháp còn, và tứ chủng thanh tịnh minh hối trong kinh Lăng Nghiêm chính là chính chiếu yêu. Ai không chân chánh tu hành, chỉ cần đối chiếu với tứ chủng thanh tịnh minh hối là rõ ngay. Trong quá trình giảng kinh, ông không ngừng kể những câu chuyện có thực, hiện đại để chứng minh. Do ông đích thân chứng kiến hoặc trải qua nên rất có sức thuyết phục, khiến người nghe tin tưởng, kính dân. Khóa giảng luôn nhận được những tràng pháo tay vang dội không ngớt. Nhiều người nghe xong rất cảm kích xúc động, thậm chí khóc thống thiết, lệ tuôn như mưa, quyết tâm sám hối hướng thiện. Có thể nói, người nghe ông giảng Phật Pháp được thọ ích rất nhiều. 4. Trong sạch liêm khiết, chẳng tham tiền tài. Lương hưu của ông mỗi tháng chỉ có 1.900 đồng. Nhưng khi được mời đến Hoa Nghiêm từ giảng, ông không hề dùng một xu của chùa làm phí đi lại. Trong thời gian giảng, nhiều người tranh nhau xin cúng dường trai phạn hoặc đề nghị cung cấp cho ông chỗ trú ngụ tuyệt hảo. Nhưng ông luôn từ chối, quyết định ăn ngủ ở trong chùa, thọ sự đãi ngộ cùng chư tăng, chẳng thu nhận một xu cúng dường. Lúc ông rời chùa, trụ trì Thường Tịnh cảm thấy quá áy náy, khó khăn, nên năn nỉ ông hãy thu nhận 3.000 đồng làm phí đi lại, nhưng bị ông nghiêm khắc từ tuyệt. Lúc ra phi trường, có mua đặc sản địa phương biếu cho, thì ông cũng trả đuôi hết, chẳng chịu mang gì về. Trước khi rời Hoa Nghiêm tự, ông còn kiên trì bỏ vào thùng công đức từ diện 400 đồng tiền cơm. Suốt thời gian giảng, ông luôn nhắc mãi câu: tôi không hề gạt các vị vì tôi chẳng tham tài. Nếu những gì tôi thuyết giảng có chút hư vị, tôi nguyện xuống địa ngục. Lúc đó tôi cảm thấy ông nói vậy có vẻ nghiêm trọng quá vấn đề. Nhưng đến bây giờ thì tôi hoàn toàn tin phục, rất muốn được lễ bái ông, vì đã nhận ra đây là bậc đức cao vọng trọng. Nhiều người xem qua sách ông viết đối với thần thông thị hiện của ông đều rất tò mò, đa số đều thèm hỏi ông về tiền thế, hậu thế của mình. Ôm thắc mắc sùm chờ dịp hội kiến để buông ra. Tôi cũng không ngoại lệ, sớm đã chuẩn bị 3 câu, nhưng khi gặp mặt ông rồi là bị đức hạnh ông chiết phục, làm cho quên hết ráo. Thực ra ông giảng tại tòa, thuyết theo kinh rất minh bạch rõ ràng. Ai cũng đều có thói tật và bệnh hoạn. Nhưng nếu như bạn có thể thọ giáo, tiếp nhận những gì ông thuyết giảng, lập tức phát thệ giữ giới sửa lỗi, nhất tâm hướng thiện, thì các vấn đề bệnh tật, thống khổ, bất hạnh, chướng ngại vân vân của bạn đều sẽ nhờ sự cải thiện triệt để mà tiêu tan. Nếu bạn vẫn ì ra như cũ, không biết hối cải, cứ tạo đủ nghiệp ác, biến lười giải đãi, thì cho dù là Phật, Bồ Tát có hiện ra trước mặt cũng vô phương cứu bạn. Ông còn kể một câu chuyện thực khiến tôi cực kỳ chấn động. Một tuần trước tại Thượng Hải, có bà mẹ dẫn đứa con gái độc nhất của mình đến tìm ông. Con bà tuy mới hơn 20 nhưng đã mắc hai chứng bệnh nan y. Toàn thân nổi mụn bọc
mẩn đỏ và bị nhiễm trùng đường tiểu cực nặng. Hiện tinh thần cô rất chán nản, vì bệnh viện vô phương chữa trị, chỉ có về nhà chờ chết. Bà Giang cầu ông cứu mạng con bà. Quả Khanh im lặng quan sát một hồi thì hiểu ra nguyên nhân. Thế là ông không chút dị tình nói thẳng với con gái bà, chỉ ra ba lỗi nghiêm trọng cô đang phạm phải. Một, bất hiếu phụ mẫu. Cô gái thường cự cãi với cha mẹ, thường vì chút chuyện nhỏ mà gây ầm náo không thôi, khiến cha mẹ vì cô phải tổn thương tâm thần, khổ sở bất an. Hai, phóng túng tà dâm. Ngay từ hồi tiểu học, cô đã nhiễm ác tập thủ dâm, đến bây giờ vẫn chưa từ bỏ. Lên sơ trung thì phát sinh quan hệ nam nữ lăng nhăng với nhiều người, tham dục túng tình, sống buông thả, không biết tự khống chế. Đây là nguyên nhân khiến cô bị chứng nhiễm trùng đường tiểu nan y. Ba, dễ sân giận nóng nảy. Do từ nhỏ quen được nuông chiều nên cô có tính ích kỷ, nóng nảy, thế không vừa lòng là thịnh nộ bộc phát, chẳng gì tình ai. Sống toàn nghĩ cho mình, không biết lo cho ai, làm tổn thương đến nhiều người chung quanh, đến mất hòa khí. Cô nghe nói xong mặt mày khó khăn, chỉ thừa nhận lỗi 1 và lỗi 3. Còn đối với lỗi thứ 2 thì cương quyết không thừa nhận. Cô nói mình tuy có nhiều khuyết điểm, nhưng từ nhỏ trong quan hệ nam nữ luôn sống rất có tác phong và hết sức thận trọng, tuyệt đối không hề có những tình huống như là cư sĩ nói. Cô có thể bảo chứng cam đoan. Quả Khanh bảo, chỉ có sự chân thành phát lộ ăn năn sám hối, quyết tâm hướng thiện sửa sai mới cứu được mạng cô. Nếu cô nhất quyết mình không có lỗi thì cô cứ tha hồ phản bác, nhưng hãy về và đợi phút ra đi. Lúc này cô gái bỗng té quỵ xuống, nghẹn ngào khóc lóc, không ngừng bái lại, vừa rơi lệ đầm đìa vừa phát lộ sám hối, cung khai ra hết những lỗi từ nhỏ đến giờ, xác nhận là mình đã có phạm qua như cư sĩ nói. Mẹ cô lúc này mới tâm phục khẩu phục, lập tức quỳ trước tượng Phật trong sảnh phòng, thành tâm sám hối phụ cho con. Lúc này cô cũng quỳ trước mặt mẹ, thành tâm bái lại, xin mẹ tha thứ, trước đây mình bất hiếu ngỗ nghịch. Mẹ cô cảm thấy được an ủi vô cùng và hết sức tri ân Phật. Bà ôm chầm lấy con, cả hai cùng khóc thống thiết. Cô gái sám hối triệt để, hoàn toàn tiếp thọ lời Quả Khanh khuyên dạy, dũng mãnh phát thệ. Từ đây, nguyện hiếu kính sâu thân, giết tuyệt tà dâm, sửa tính cáo giận nóng nảy, quyết lòng phục thiện. Mấy ngày sau, lúc Quả Khanh rời Thượng Hải, cô gái tìm tới cung kính tiễn biệt. Trong sắc mặt cô đã hồng hào, tinh thần khang kiện, bình tĩnh đã chuyển tốt. Nếu như thực lòng hối cải, đoạn ác tu thiện, theo thời gian, bệnh tật sẽ triệt để hồi phục. Phật là bậc đại y dương, chúng ta chẳng nên xem thường. Qua sự kiện này, tôi tự đối chiếu với bản thân mình, xem ra các lỗi bất hiếu, tà dâm, xấu tính, nóng nảy đều là những cố tật thâm căn mà đa số người từng mắc phải, có khi mức độ ương bướng, tệ lậu còn vượt xa cô gái kia. Vì vậy, tôi không cần điều thắc mắc hỏi nhiều nữa mà làm chi. Chỉ có chân thành sám hối, nhất tâm tu hành, nguyện dứt ác tu thiện, không tái phạm lỗi nữa thì tất cả đều hợp đạo. Trong giảng tòa, Quả Khanh nhiều lần nhắc về ân sư Tuyên Hóa, kể lại những câu chuyện hay, những kỷ niệm trong khoảng thời gian cuối được kề cận bên ngài. Ông kể mà không cầm được nghẹn ngào thổn thức, đủ biết thâm tình tưởng nhớ dành cho thượng nhân mênh mông vô cùng. Khi tôi viết đến đây thì cư sĩ đã đi ngoài ngàn dặm, nhưng giọng nói, nụ cười, dung mạo ông không ngừng hiện ra trước mắt tôi, khiến tôi bồi hồi, tri ân không cầm được. Mặc dù được hữu duyên ở bên cư sĩ chỉ có một ngày, nhưng tôi thu hoạch lợi ích rất nhiều, nên cảm thấy rất là trân quý. Thời gian tiếp tục trôi, mọi sự vốn vô thường, chẳng biết bao giờ mới được gặp lại ông. Tôi xin phát thệ, nguyện cả đời tu hành nghiêm cẩn, giới sát phóng sinh, ăn chay, niệm Phật, làm lời chúng sinh, không có thể báo đáp ân gia trị, đức độ dạy bảo cao tột của cư sĩ Quả Khanh. Xin thành tâm đảnh lễ cư sĩ Quả Khanh, cảm ơn ngài đã xuất hiện, lưu dấu nơi nhân gian, thị hiện thần lực vì chúng sinh giải nghi, bạc khổ, ban vui. Trung tâm Diệu Pháp Âm, địa chỉ Chùa Khuôn Việt, 1355 Hoàng Sa. Địa chỉ cũ,
318 trên 119 Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 083-993-4238. Website diệupapam.net hoặc dba.tv. Ha ha ha, 问什么的说呵。